Với cuộc cách mạng 4.0, ngành công nghệ thông tin đang bùng nổ như vũ bão và chuyên ngành ứng dụng phần mềm là một trong số đó. Như sự phụ trách ứng dụng phần mềm sẽ tập trung vào các công việc thử nghiệm, ứng dụng phần mềm vào hệ thống hạ tầng của doanh nghiệp. Qua đó, giúp doanh nghiệp tìm kiếm được những giải pháp công nghệ thông tin tối ưu, cải thiện chất lượng hoạt động và quy trình làm việc. Theo học chuyên ngành ứng dụng phần mềm tại trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, các bạn sinh viên sẽ được học kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, mạng máy tính, quản trị vận hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu, thiết kế các ứng phẩm với Photoshop và Illustrator, cài đặt và bảo trì phần cứng, phần mềm, thiết kế, xây dựng và quản trị website dựa trên CMS, kiểm thử cơ bản, ứng dụng phần mềm miễn phí, triển khai các phần mềm mã nguồn mở, thiết lập và quản trị mạng máy tính, quản trị máy chủ ảo, thiết lập và ứng dụng công nghệ điện máy đám mây, an toàn và bảo mật thông tin. Bên cạnh các kiến thức chuyên môn, các kỹ năng mềm và ngoại ngữ cũng được đề cao trong chuyên ngành ứng dụng phần mềm tại FPT Polytechnic thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, xử lý tình huống phát sinh và tiếng Anh giao tiếp. Là một trong những chuyên ngành giàu cơ hội làm việc nhất hiện nay, sinh viên ứng dụng phần mềm luôn có sẵn sự lựa chọn nghề nghiệp tại rất nhiều lĩnh vực ngay sau khi tốt nghiệp, có thể kể đến như chuyên viên phát triển website, chuyên viên quản trị và sale website, chuyên viên kiểm thử phần mềm, chuyên viên quản trị và bảo trì mạng máy tính, chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu. Trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh chuyên ngành ứng dụng phần mềm, điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông, hồ sơ xét tuyển bao gồm một phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu, một bản photo công chứng căn cước công dân, một bản photo công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Nếu bạn là một người yêu thích công việc với máy tính, bạn suy luận tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, thì bạn hoàn toàn phù hợp với chuyên ngành ứng dụng phần mềm. Hãy nhanh tay đăng ký nhập học ngay tại trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở thành phố Hồ Chí Minh nha! Nếu bạn còn thắc mắc và vân vân chưa biết chọn ngành học nào, thì hãy nhanh tay inbox cho fanpage hoặc liên hệ với số hotline 0901 66 00 02 để được tư vấn nhé!